Chợ Kinh Cục, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, hôm nay náo động hơn mọi ngày vì lực lượng chức năng bất ngờ vây bắt một người đàn ông ngay giữa chợ. Người đàn ông đó chính là Đặng Huy Liêm, tên thường gọi là Liêm 30, 38 tuổi ở phường 3, thành phố Vĩnh Long. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vĩnh Long đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Huy Liêm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào thời gian này, khi ông Liêm đang bán ma túy cho người nghiện trong khu vực chợ Kinh Cục thì bị lực lượng chức năng bao vây bắt quả tang. Khám xét nhanh trên người ông Liêm và tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ nhiều bịch ni lông chứa tinh thể trắng màu trắng đục, nghi là chất ma túy và số tiền hơn 3 triệu đồng. Tiếp tục khám xét nhà trọ của ông Liêm, lực lượng công an thu giữ thêm nhiều bịch ni lông, chứa tinh thể rắn nghi là chất ma túy và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.